Chào các bạn, mình là Đinh Xuân Bảo đến từ xbsport.vn. Thì hôm nay ở video clip này mình sẽ muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cái cách di chuyển phòng thủ trong đánh đơn, cũng giống như đây là cái cách mà các bạn sẽ thực hiện các cái chiến thuật phòng thủ sau này. Thì ở video clip này, sau khi các bạn coi video clip này sẽ giúp được cho các bạn biết cách đánh chiến thuật phòng thủ khi mà gặp đối thủ tấn công là như thế nào ha. Cũng giống như là các bạn sẽ biết cách di chuyển sao cho nó hiệu quả nhất trong khi các bạn phòng thủ, để các bạn tiết kiệm được sức, để các bạn dành sức để đánh được những cái cú tấn công sau những cái pha mà các bạn đã phòng thủ. Thì bây giờ các bạn cùng mình coi trước di chuyển phòng thủ là mình sẽ di chuyển như thế nào ha, cũng như là cái cách đánh như thế nào trước. Rồi, thì vừa rồi các bạn đã xem mình di chuyển đánh theo chiến thuật phòng thủ, cũng giống như là cái cách mà mình di chuyển phòng thủ trong đánh đơn. Thì ở cái phần di chuyển phòng thủ này thì mình sẽ muốn chú ý cho các bạn một xíu, đó là mình sẽ cố gắng di chuyển sao tiết kiệm sức nhất, cũng giống như là mình sẽ di chuyển gọn gàng nhất, không có động tác thừa nhiều, hoặc là mình sẽ cố gắng hãm đối thủ lại khi đối thủ muốn đánh nhanh. Thì mình sẽ cố gắng mình đánh những cái đường cầu làm sao cho cái tốc độ trận đấu nó phải chậm lại. Thì như các bạn biết, thông thường cái cầu mà nhanh thì thường sẽ là những cái cầu ngang hoặc là những cái cầu đánh đi xuống. Thì ngược lại ha, những cái cầu nào đánh đi lên càng bổng lên trên nhiều thì cái tốc độ người ta sẽ phải chờ cái cầu trên cao rớt xuống, thì lúc này cái tốc độ trận đấu nó sẽ phải chậm lại. Thì khi các bạn đánh trả những cái quả cầu bổng thì đa phần mình thấy là các bạn hay có một cái kiểu di chuyển là rất nhanh vào giữa. Thì thực tế cái việc di chuyển vào giữa này, khi mà các bạn di chuyển phòng thủ thì các bạn không cần phải di chuyển quá nhanh, hoặc là các bạn di chuyển trước khi mà người ta đụng vào trái cầu, mà chỉ cần các bạn di chuyển làm sao vừa đúng lúc người ta đụng vào trái cầu, thì các bạn đúng lúc các bạn nhịp cái chân và các bạn chạy, thì đó là cái hiệu quả nhất, cũng giống như là các bạn tiết kiệm được sức nhất. Các bạn sẽ không phải di chuyển quá nhanh, mà các bạn chỉ cần di chuyển một cái tốc độ vừa phải, làm sao vừa với cái nhịp độ trận đấu, thì lúc này các bạn sẽ điều khiển được cái nhịp độ trận đấu ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem lại một xíu về cái cách di chuyển khi mà bị quá nhanh là như thế nào. Thì vừa rồi như các bạn thấy đó, là mình đang chạy với một cái nhịp độ nhanh hơn so với cái nhịp độ cầu. Là các bạn để ý thì cái chân của mình cũng như sẽ rất là nhiều bước. Cũng nếu mà các bạn nhìn vào thì các bạn rõ ràng các bạn thấy là mình đang bị rối trên sân, cũng giống như là mình đang chạy theo một cái kiểu gì đó mà các bạn sẽ cảm giác nè, sao không? Sao mà chạy nhìn có vẻ nó bị lụp chụp quá, bị gấp quá. Thì đó chính là khi các bạn bị nhanh hơn cái nhịp của trận đấu, hoặc là các bạn bị dư những động tác chân, dư động tác thừa. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem coi lại ha, đúng thì sẽ như thế nào. Thì như các bạn vừa thấy ha, đó là mình di chuyển đúng nhịp của trái cầu, có nghĩa là khi mình vừa vào giữa và mình có một cái nhịp nhún ngang chân ra như thế này thì là vừa cùng lúc với lại đối phương sẽ chạm vào cầu. Thì lúc này cùng cái nhịp đó, đối phương đánh hướng nào thì mình sẽ bắt đầu mình nhịp, mình di chuyển theo hướng đó, thì nó sẽ rất hợp lý. Cũng giống như là các bạn sẽ cảm giác các bạn rất là thông thả, các bạn như đi bộ trên sân, và các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều sức, để sức đó các bạn sẽ dành vào những cái quả tấn công ha. Còn nếu các bạn phòng thủ mà các bạn lại mất quá nhiều sức thì lúc này tấn công mình sẽ bị yếu thế.
thì di chuyển cái này thì các bạn cần phải tập. Nó sẽ hơi khó ở cái chỗ là làm sao các bạn canh được cái nhịp chân các bạn bước vào giữa và đùng cùng lúc ha, cùng lúc cái chỗ này nè. Đó, ngay cái nhịp mà các bạn nhúng như thế này là cái nhịp đối phương sẽ đánh. Cho nên các bạn phải canh, các bạn lùi về cũng vậy, các bạn sẽ về và nhịp như thế này. Khi các bạn vừa ra nhịp như thế này là đối phương sẽ đánh và lúc đó các bạn sẽ di chuyển. Từ đằng sau lên đằng trước cũng vậy, các bạn sẽ như thế này và đối phương đánh các bạn sẽ di chuyển. Thì đó là cái cách khi mà các bạn di chuyển phòng thủ. Thì nhớ cho mình, để được thì đây ha, chú ý khi về giữa là các bạn lúc nào cũng sẽ có một cái nhịp nhúng ngang chân như thế này để chuẩn bị hạ trọng tâm và di chuyển. Thì các bạn phòng thủ các góc ra mới tốt được, cũng như các bạn sẽ không có bị cái kiểu giật mình. Đa phần mọi người vào giữa mình thấy mọi người sẽ thiếu cái bước đó ha. Nếu những người mới chơi người ta thường vào giữa, người ta đứng thẳng này, cái đối phương đánh trả cái như thế này, hoặc là tự nhiên chân mình nó không có di chuyển được, nó sẽ cứng, thì các bạn phải có một cái nhịp như thế này đó, các bạn mới di chuyển được. Đó, đây, về nhúng xoay, về nhúng mới xoay, về nhúng ra hai góc. Thì các bạn chú ý ở cái chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ cùng nói đến những cái đường cầu đánh như thế nào để mà có thể là mình đưa mình vào cái tư thế chạy di chuyển phòng thủ này. Thì đối với những cái quả cầu sâu thì đa phần mình sẽ đánh những cái quả cầu phong ha, phong bổng. Mình sẽ cố gắng phong bổng lên, càng cao càng tốt. Thì lúc này á, mình sẽ càng chậm lại càng tốt. Đó, mình sẽ bào được sức đối phương. Nếu mà đối phương đập, nếu mà đối phương đập thì mình lại tiếp tục mình nhúng ra, mình có thể kê nhỏ để kéo đối phương di chuyển lên. Và khi đối phương đánh đầu lưới thì lúc này mình lại lên, mình đánh bổng, mình giật bổng, mình sẽ dắt đối phương chạy ha, chạy cái góc. Và lúc này đối phương đánh tấn công mình càng nhiều thì đối phương sẽ càng mất sức. Mà mình thì mình vẫn di chuyển theo cái kiểu phòng thủ là mình chạy đều. Thì lúc này đối phương sẽ mất sức nhiều hơn mình. Và khi tới một lúc nào đó người ta cạn kiệt sức lực á, người ta sẽ bắt đầu hở cái góc. Và người ta di chuyển bắt đầu thiếu, là di chuyển không tới cái góc. Thì lúc này sẽ có nhiều cái góc trống để các bạn có thể dứt điểm. Thì lúc này các bạn sẽ có nhiều sức, các bạn sẽ dồn sức vào những cái cú tấn công sau khi người ta sơ hở ra. Thì đây cũng giống như là cái chiến thuật làm sao để mà mình đánh đơn, mình có những cái pha cầu dứt điểm nó tốt hơn. Thì về phần ở mặt lưới cũng vậy, các bạn sẽ cố gắng các bạn đánh đưa ra cái góc, cũng giống như là nếu mà cầu nào khó quá thì các bạn có thể giật thiệt là bổng lên ha. Hoặc là bên kia người ta có những quả tấn công khó quá như là quả chém, quả chặt hay quả đập quá nhanh, thì các bạn chỉ việc gán kêu qua mặt lưới để lấy cầu lại. Và lúc này mình sẽ lại lên mình giật bổng, mình trả lại cái tư thế phòng thủ tiếp. Và những cái quả cầu sau mình sẽ biết các bạn, một số bạn thắc mắc á, là cái cầu phong lao thì rất là khó để mà phong trả lại. Thì ok, lúc này di chuyển phòng thủ á, hay là đánh theo gọi là chiến thuật phòng thủ, thì các bạn cũng có thể đánh những cái quả chặt, quả đập. Nhưng những cái quả chặt, quả đập này các bạn sẽ không dùng sức nhiều, không dùng lực nhiều, mà chủ yếu là các bạn đánh để lấy lại thế cân bằng sau khi các bạn bị lật ngửa. Thì bây giờ cùng xem mình thực hiện cái đó như thế nào. Thì đó là cái cách khi mà các bạn bị ép ha, các bạn sẽ chém nhanh, dùng những quả mà mình đánh cổ tay thôi, mình đừng có đánh bằng cái vai nhiều. Mình đánh chủ yếu là mình lấy lại thế cân bằng, quýnh cầu nhanh qua mặt lưới. Và nếu đối phương trả lại đầu lưới thì mình sẽ lên, mình giật bổng, lấy lại thế cân bằng. Thì bây giờ mình sẽ muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách tập làm sao để mà mình có thể đạt được cái bộ bước di chuyển phòng thủ này ha. Thì cái cách tập đầu tiên mình sẽ tập chạy cái chân trước. Thì cái chân các bạn khi mà thuần thục rồi á, thì lúc này các bạn mới vào cầu ha, để các bạn canh nhịp cầu. Thì đối với cái nhịp chân mình sẽ tập 6 góc ha, mỗi góc nào mình cũng phải tập cái nhịp chân. Bây giờ mình sẽ cái góc hai góc sau trước. Thì đối với hai góc sau mình sẽ phong cầu như thế này, mình vô nhúng xoay phong, nhúng xoay phong. Đó, thì đây là cái góc sau ha. Còn đối với góc ngang các bạn cũng tập như thế này, ngang bật qua, mình lại vô bật qua, bật qua. Đó, các bạn sẽ có cái nhịp nhúng như này cho cái chân các bạn quen. Và cái góc lên lưới cũng vậy, các bạn sẽ đây di chuyển chậm chậm nhúng chậm 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 nhúng di chuyển. Thì sau khi các bạn đã quen chân thành thạo rồi với 6 góc ha, thì lúc này các bạn sẽ vào cầu. Khi vào đánh với cầu cũng vậy, các bạn cũng sẽ tập từng góc một ha, cho nó nhuần nhuyễn thuần thục thành thạo. Thì lúc này các bạn bắt đầu các bạn sẽ
kết hợp cái góc lại với nhau. Và cuối cùng là các bạn sẽ random tất cả các góc. Bây giờ mình sẽ làm cái góc đằng sau trước. Ok ha. Thì đó, cái cách mình tập là mình di chuyển làm sao canh vừa đúng cái nhịp người ta đánh trả là mình sẽ nhúng ra được. Thì đó là đối với góc sau. Còn đối với góc lưới thì các bạn cũng tập y chang như vậy ha. Thì sau khi video clip này, mình hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn biết cái cách di chuyển phòng thủ trong đánh đơn, cũng giống như là di chuyển như thế nào tiết kiệm sức nhất, hiệu quả nhất để các bạn để dành sức cho những cái cú tấn công ha. Và các bạn còn thắc mắc gì nữa thì cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp ở các video clip tiếp theo. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình và các anh em một like, một subscribe, cũng giống như là các bạn hãy nhấn vào cái chuông ha, để đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của mình và anh em. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.